đệ nhị hung thần K16, con niên trưởng ức, vỗ tay. Các đồng môn K17 và các niên đệ dễ thương nhưng thương không dễ, từ khóa 18 cho đến khóa 27, vỗ tay. Nhưng mà vị trưởng thượng của trong tiệc này là niên trưởng Lộc, gọi là Lộc Kiến Càn, khóa 13, đã gần 90 mà trong niên trưởng vẫn cường tráng như Càn Tiến, xin chúc mừng. Và trong dịp ngày hôm nay, trường ban tổ chức còn được biết là có những vị quý vị thân hữu đã vượt đường dài. Và có quý vị đã bay từ Paris đến đây để tham dự tiệc trung thu. Xin cho một tràng pháo tay.